Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện ở nhiều gia đình tăng cao, đi cùng với đó là phải chi trả khoản kinh phí không nhỏ để trả tiền điện. Trước thực trạng đó, đã có một số gia đình trên địa bàn tỉnh đầu tư lắp đặt điện mặt trời và cho hiệu quả cao. Gia đình bà Đỗ Thị Hiền ở thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang trước đây mỗi tháng đều dùng từ 300 đến 400 kW điện và số tiền phải trả trung bình hết 500.000 đồng một tháng. Sau khi tìm hiểu các chính sách quy trình hiệu quả của điện mặt trời, gia đình bà đã quyết định lắp đặt 10 tấm pin của công ty điện mặt trời Phú Xuyên trị giá gần 80 triệu đồng. Với thông số kỹ thuật trung bình hàng ngày sản xuất ra khoảng 12 đến 15 kW. Trước kia mà cứ như cái thời điểm mà nắng nóng này thì nhà dùng phải đến 400 số, giảm 400 số. Thế nhưng mà tháng vừa rồi cũng nóng đỉnh điểm đấy, nhưng mà nhà hết có 190 số, bán lại được 240 số. Có lúc cao điểm nhất là vào cái tầm trưa là nhà có thể dùng một lúc 3 cái điều hòa. Cái nhà mấy cái quạt trần, quạt hơi lạnh nên là có thể dùng được hết. Tất cả các thiết bị trong nhà là dùng một lúc hết. Hiện nay, cùng với việc giảm số tiền điện khoảng 50% so với trước đây, gia đình bà còn bán lại điện cho công ty điện lực qua công tơ 2 chiều với trung bình mỗi tháng từ 240 kW đến 300 kW với giá trên 2.100 đồng 1 kW. Ưu điểm của điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo vĩnh cửu, không lo cạn kiệt. Nguồn điện từ mặt trời giúp tiết kiệm chi phí tiền điện do không phải sử dụng điện lưới, không chi phí vận hành, chi phí bảo trì thấp. Theo các chuyên gia, hệ thống pin mặt trời có thể sử dụng từ 20 đến 30 năm, sau khoảng 5 đến 7 năm có thể thu hồi lại vốn đầu tư. Hiện nay có rất nhiều những giải pháp lắp điện mặt trời, ví dụ như là hệ ở nhà cô Hiền ở đây là hệ tối ưu nhất, là hệ hòa lưới. Hệ hòa lưới tức là mình dùng không hết để điện lưới và bán được, đấy, và thiếu thì lấy điện lưới bù vào. Và cái hệ này thì nó khi mất điện thì nó sẽ ngắt điện để đảm bảo an toàn. Đấy, ngoài ra thì đối với khách hàng ở những cái vùng mà hay bị mất điện lưới ấy, thì bên tôi cũng có những cái giải pháp là hệ điện mặt trời tiếng Anh gọi là hybrid. Đó, thì cái hệ này thì khi mất điện thì nó sẽ có một cái bộ acquy lưu trữ và cái inverter thì nó sẽ có cái chức năng là nó sẽ bù lại và lúc đó thì điện mặt trời vẫn hoạt động được bình thường. Ở thời điểm năng lượng mặt trời cung cấp nguồn điện lớn, hộ gia đình không sử dụng hết sẽ bán lại cho ngành điện qua công tơ 2 chiều. Khi nguồn điện từ năng lượng thấp, điện lưới sẽ bù vào nguồn điện của hộ gia đình. Hiện nay trên địa bàn tỉnh ta đã có 19 hộ đầu tư lắp đặt điện mặt trời, mỗi tháng bán lại cho ngành điện 2.500 kW. Để phát triển điện mặt trời trong những năm qua, nhà nước đã có cơ chế hỗ trợ các hộ gia đình doanh nghiệp đầu tư sử dụng điện mặt trời. Ngành điện đã tích cực vào cuộc để hỗ trợ giúp đỡ các gia đình lắp đặt điện mặt trời và triển khai thanh toán mua điện của các hộ. Cơ chế khuyến khích của chính phủ cho cái việc mua bán năng lượng áp mái mặt trời thì bao gồm khuyến khích chủ yếu là về giá. Hiện nay thì cái giá mua điện của ngành điện mua lại của các hộ dân ấy, thì 0,935 cent trên 1 kWh, tương đương khoảng 2.134 đồng trên kWh. Và cái giá mua điện này là cao hơn cả cái giá mà ngành điện bán, giá bán bình quân ngành điện cho các hộ dân. Cái thứ hai nữa là ngành điện đầu tư cái công tơ 2 chiều để lắp, kịp thời lắp đặt cho các cái hộ dân mà có cái năng lượng mặt trời áp mái. Mô hình điện mặt trời mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, nhà nước giảm tiền đầu tư nhà máy điện, trạm biến áp, đường dây, ngành điện lực giảm quá tải và sự cố điện. Ngoài ra, hộ tiêu thụ điện giảm chi phí tiền, được bán điện cho công ty điện lực với giá cao hơn giá mua điện bậc 1, 2, 3. Vì vậy, đầu tư điện mặt trời có lợi cho nhà nước và cho chính người dân, doanh nghiệp.